Hôm nay Bi Audio Sài Gòn xin giới thiệu tới quý vị một cái bộ 3 top đến từ hãng Bâu nha quý vị, gồm có MD, CD và âm ly luôn. Nhưng mà Bi, cái này chúng ta dùng rời được nha, nhưng mà Bi không bán rời, Bi bán nguyên bộ nha quý vị. Nguyên bộ giá nó cũng rất là ok, giá cũng bình dân dễ chơi. Nguồn điện của nó là 100V và dòng này được sản xuất tại Korea, Hàn Quốc, Made in Korea nha quý vị. Và cái MD, cái thớt MD có được giải mã, làm giải mã luôn nha quý vị. Nhưng mà quý vị khi đi dùng giải mã thì quý vị bỏ đĩa MD vào, có nghĩa là chúng ta giải mã có đĩa mồi. Và bây giờ Bi sẽ quay cảnh ba cái thớt này cho quý vị xem. Đầu tiên là CD nha quý vị, thớt thứ nhì là âm ly và thớt dưới này là MD nha. Bây giờ Bi sẽ thử đĩa, tí nữa Bi sẽ test cho quý vị nghe. Còn bây giờ Bi thử đĩa nè, bấm vào để quý vị xem đĩa nó đọc hoạt động hết nha. Nó đang đọc nha quý vị. Nói chung là nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là dễ thương. Quý vị đừng có hỏi Bi bán rời không nha, tại vì mức giá này bán nguyên một ba thớt luôn, không có bán rời đâu nha quý vị. Rồi qua bài. Qua bài này chúng ta bấm cái, chúng ta chỉnh cái núm tròn này nha. Đọc cũng rất là nhanh, nó rất là ok. Đó, quý vị thấy chưa? Rất là ok nha, tí là Bi sẽ test nhà. Rồi bây giờ Bi di chuyển xuống cái MD quý vị xem ha. MD đây, Bi bỏ sẵn cái đĩa MD trong đây rồi. Rồi nó giờ nó đập rồi đó quý vị. Rồi Bi qua bài cũng cái núm tròn nó qua bài luôn đó nha. Đọc rất là nhanh. MD đọc nhanh hơn CD nha quý vị. Còn đây là cái volume nè. À quên, đây là cái volume của cái CD nè. Chuyển cổng nè, input nè. À bi xuống lại cái MD để quý vị thấy giải mã nha. Chúng ta input nè, có digital in nè quý vị. Có optical, có CO luôn nha. Đây, khi chúng ta chọn qua giải mã thì quý vị bấm input, chúng ta chuyển cổng, chọn cổng à. Nè, digital 1, digital 2. Được chưa quý vị? Rồi bán luôn nha, bán luôn ba cái luôn, không bán một cái nha quý vị. Đang nghĩ cũng không bán đâu nha, trả giá cao hơn cũng bán đâu. Và mức giá ba cái thớt này Bi bán chỉ 5.500.000 thôi. Ba thớt 5.500.000. Quý vị thích về dùng rời, dùng gì cũng được hết. Thích dùng CD thì dùng, thích dùng MD thì dùng, thích dùng âm ly riêng thì dùng nha. Bây giờ cái này nó cũng có chỉnh bass chép luôn nha quý vị. Bass chép luôn nè, nhỏ nhỏ nhưng mà có vỏ ha, có chỉnh bass chép đầy đủ ha. Tem đồ còn hết nha, ba con tem còn hết. Nói chung là thiết kế mignon nhưng mà đáng yêu. Này, đây là CDA 12 rồi, RA 12 và MDA 12 nha quý vị. Quý vị thấy cổng ở dưới, quý vị thấy cáp quang chưa? Digital in chưa? Đâu rồi? Đây nè quý vị. Nè. Rồi. Made in Korea nha. Ba thớt đều là made in Korea hết đó hôm nay. Đúng rồi. Điện 100V. Bâu thì thương hiệu của Mỹ mà dòng này là riêng cho thị trường Nhật, sản xuất riêng cho thị trường Nhật nên nó có nguồn điện 100V và sản xuất thì tại Hàn Quốc. Mức giá 5.500.000. Bây giờ Bi sẽ test nhạc luôn cho quý vị nghe qua digital nha. Test cho giải mã quý vị nhé. Giải mã có đĩa mồi MD ha. Rồi quý vị nhớ alo cho Bi sớm có một bộ thôi. Và quý vị đừng quên là đây là cái USB nè.
dưới B128G của hãng Kington, bị bán 800.000. Còn ổ cứng Seagate nè quý vị, 1.000G, bị bán 2 triệu. Nhạc bay mi là nhạc lossless, chất lượng cao nha quý vị. Đây, chúng ta thích nghe nhiều thì nghe cái ổ cứng, còn nghe vừa thì nghe cái USB. Thực ra cái USB thì nó chứa được gần 2.000 bài nhạc, cũng rất là nhiều quý vị. Còn đây là cái dây tín hiệu Akufai, thương hiệu Akufai, với mức giá 1.100.000 nè quý vị. Nó sẽ có phần chữ đen và phần chữ đỏ trên cái giác cắm này luôn nha. Nó dài 1 mét. Còn đây là dây loa 600.000 một bộ, 5 mét, mỗi bên 2,5 mét nha, 600.000. Còn dây cái lõi 2.5, dây đồng bạc kia là dây đứt. Dây đứt nhưng mà cái chốt cắm này thì cũng có chốt này nha quý vị. Bị bán 1.300.000, cũng 5 mét, mỗi bên 2,5 mét. Rồi bây giờ mình sẽ test nhạc qua cái dàn là cái hớp bầu nhỏ nhỏ xinh xinh này. Có một nói chung là bị cấm về có một bộ này thôi, được có một bộ thôi nha quý vị. Rồi xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức nhạc. Sinh vui bước đăng trình 16 tròn trăng, ghi trên bảng xung lời thề chính nhân tám hướng thành đồng. Gió vút mây ngàn tan đến khe núi, đâu dễ sờn lòng người đi cho những người mình thương mến, cho tương lai, cho tim ước vọng ngày nào hoa cài lên vai áo. Nhớ lúc xa xưa 16 trăng tròn anh đêm tuổi em, cho tim ước muốn một ngày lên duyên lá trái đường mềm. Vẫn biết xưa giờ ngàn sau tiếp nối, ai cắm được tình yêu thương, ai ép được lòng mơ ước. Nhưng hôm nay non nước đang cần bàn tay tôi ngăn giữ, chuyện đó về sau. Những đêm 16 trăng tròn vượt con đường mòn đi giữa làng thôn, bỗng biết lòng mình thương quá, thương thuở học trò đi tìm vần thơ. Có khi đúng độ trăng tròn màu vàng tươi ướt áo phòng chờ, chợt thấy áo mình đẹp quá, đẹp mặn mà đẹp hơn cả áo dài nhớ. Xếp máu thư sinh tôi đã lên đường vì đã chọn thư, lênh đênh tám hướng bạc màu vải xương, tóc nhuốm bụi đường cúi nẻo phong mờ, nhủ riêng ai đó tha thiết đợi chờ, ngày đêm tôi sẽ về dệt mơ ước. Em ơi khi non nước đang còn mịt mờ bên phương nỡ, chuyện đó đừng mơ. Con đường mòn đi giữa làng thôn, bỗng biết lòng mình thương quá, thương thuở học trò đi.
trượt áo phòng chờ. Chợt thấy áo mình đẹp quá, đẹp mặn mà đẹp hơn cả áo dài như. Xếp áo thư sinh, tôi đã lên đường vì đã chọn thư. Lênh đênh tám hương, bạc màu vải sương tóc nhuốm bụi đường. Cuối neo phòng mờ, dù riêng ai đó tha thiết đợi chờ ngày đêm tôi sẽ về dệt mơ ước. Em ơi khi non nước đang còn mịt mờ bên phương nở, chuyện đó đừng ngờ. Em ơi khi non nước đang còn mịt mờ bên phương nở, chuyện đó đừng mơ. Rồi quý vị nghe sao, quý vị bị đánh cái loa ba tấc đó nha quý vị. Cái vàng này không mua thì không biết mua vàng nào luôn. Đánh loa ba tấc mà với cái mức tiền chỉ 5.500.000 thôi, còn có thêm cái remote nữa nha quý vị. Cái remote này là có tắt nguồn chung nè quý vị, tắt nguồn cho ba thớt luôn nè. Rồi bật nguồn lên nè. Rồi quý vị thấy chưa, chỉnh lớn nhỏ, volume lớn nhỏ luôn nha quý vị. Volume lớn nhỏ trên đây luôn nha. Volume lớn nhỏ đây nha quý vị. Rồi cái nào nữa ta. Thì hiện tại bị chỉnh được như vậy á. Còn quý vị mua về quý vị mà mò thêm được cái nào thì chỉnh. Chứ còn bây giờ bị mới chỉnh được chừng đó đó nha quý vị. Với lại chuyển số bài hát của CD đó. Còn mấy cái này bị chưa chỉnh, không biết có được hay không thì bị không biết. Rồi 5.500.000, alo cho bi sớm đánh cặp loa JBL 3 tấc đó nha. Rồi tiện thể giới thiệu luôn cặp loa JBL này, nếu như quý vị nào thích, biết đâu quý vị thích nghe một bộ này thì quý vị mua luôn một bộ. Đây 3 tấc hẳn hoi nha, một bass, một mid, một trét nha quý vị. Đánh loa JBL 3 tấc nha, chứ không phải là cái loa này đâu nha. Loa này không gắn dây đâu nha. Và mức giá cái cặp JBL này, JBL L100 nha, mức giá là 27 triệu nha quý vị. Lưới của nó là lưới gỗ, nó làm cái viền gỗ ngoài luôn nè, thùng rất là ok, 27 triệu. Và bây giờ Bi xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị.